Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công. Có nguồn tài chính nhàn rỗi nhưng không biết đầu tư vào lĩnh vực nào để sinh lời. Đây luôn là câu hỏi được đặt ra cho những người có máu đầu tư tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến động mạnh do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Thì nhiều chuyên gia kinh tế nhận định cần phải xác định chính xác lĩnh vực đầu tư, lựa chọn kênh có mức độ rủi ro ít nhất và tuyệt đối không bỏ trứng vào một giỏ mới có cơ hội tạo cho đồng vốn sinh lời. Vậy thì chúng ta nên đầu tư vào đâu? Đầu tư như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu về 5 kênh đầu tư tài chính cơ bản của người Việt Nam chúng ta nên bỏ tiền vào đâu nhé. Bí quyết thành công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Các bạn ơi, tùy theo quy mô vốn và sự hiểu biết mà chúng ta có thể đầu tư tài chính vào 5 kênh sau: vàng, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm. Với nhu cầu thực tế của thị trường, cuốn sách Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam của anh Lâm Minh Chánh, founder và là chủ tịch trường đào tạo Biz Uni, co-founder group quản trị và khởi nghiệp đã gây tiếng vang khá lớn trong giới kinh doanh. Hiện tại thì người Việt Nam chủ yếu dùng tiền theo bản năng, hầu hết có đồng nào xài đồng đó. Một số tiết kiệm bằng cách gửi ngân hàng, rất ít người đầu tư tài chính nghiêm túc bằng mua bất động sản hoặc cổ phiếu. Như bản thân anh, Lâm Minh Chánh hồi trẻ làm ở các tập đoàn lớn của thế giới, song vẫn không có ý thức tiết kiệm hay đầu tư nhằm khiến tiền của mình ngày càng sinh sôi nảy nở. Chỉ sau khi lập gia đình, vợ anh mới quyết định tiết kiệm thay anh và khi đã có một số vốn nhất định từ tích lũy tiền bạc, anh mới nghĩ tới chuyện đầu tư. Thế nên, việc nhiều người cho rằng cuốn sách Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam chỉ dành cho tầng lớp người trung niên thành đạt kiếm được nhiều tiền trong xã hội là không đúng. Với các bạn trẻ mới ra trường hoặc ra trường 2-3 năm, có thể ngay lập tức các bạn không có tiền tích lũy để đầu tư. Nhưng nếu ý thức rằng mình nên có tiền tiết kiệm để phòng thân hay đầu tư vào lĩnh vực nào đó, các bạn sẽ cố kiếm nhiều hơn chi tiêu hiện tại theo cách hợp pháp. Ví dụ như làm thêm hoặc nâng cao kiến thức kiếm được công việc được trả lương cao hơn. Sau khi có một ngân quỹ nhất định, tùy theo quy mô vốn và sự hiểu biết mà chúng ta có thể đầu tư vào 5 kênh sau: vàng, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm. Thường thì 5 kênh đầu tư trên có tỷ suất lợi nhuận trung bình từ 7% cho đến 12%. Trong đó, ngân hàng và bảo hiểm hết sức an toàn nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp. 3 kênh còn lại tỷ suất lợi nhuận cao khi đầu tư dài hạn, nhưng bạn buộc phải có kiến thức nhất định. Đầu tiên là kênh ngân hàng. Đây là kênh đầu tư dành cho những ai không có nhiều hiểu biết về những kênh khác. Kênh này có tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 6% đến 8% mỗi năm, nhưng ưu điểm là an toàn tuyệt đối. Ở bất cứ quốc gia nào, hệ thống ngân hàng cũng được bảo hộ bởi chính phủ, nên ngay cả khi ngân hàng mà bạn gửi tiền bị phá sản hoặc gặp sự cố gì đó, bạn cũng không bao giờ bị mất tiền. Để việc gửi tiết kiệm được hiệu quả, tiện lợi và tránh các rắc rối có thể xảy ra, hãy ghi nhớ các lưu ý sau đây. Albert Einstein từng nói, lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Những ai vận dụng được nó sẽ nhận được sự giàu có, còn những ai không hiểu sẽ phải trả giá cho nó. Lãi kép hay còn gọi là lãi suất kép được hiểu đơn giản là sau khi lấy lãi về, dồn vào tiền vốn, tiếp tục đưa tất cả số tiền đó để tái tiết kiệm, đầu tư để lấy về lãi có giá trị cao hơn ở chu kỳ sau. Lãi kép có hai yếu tố là thời gian và lãi suất. Khái niệm lãi kép nghe cũng bình thường phải không các bạn? Trên thực tế, khi tận dụng lãi kép, qua vài năm đầu sẽ không thấy gì khác biệt. Nếu như bạn vẫn kiên nhẫn và có kỷ luật trong việc tiết kiệm, sau khoảng 20-30 năm, số tài sản sinh ra sẽ khủng khiếp đến bất ngờ. Để giúp bạn hình dung, chúng ta cùng làm một bài toán giả định như sau nhé. Đề bài là năm nay bạn 25 tuổi, mỗi tháng bạn để dành được 1 triệu tiền nhàn rỗi. Bạn gửi góp 1 triệu mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng A. Bạn duy trì việc tiết kiệm hàng tháng đều đặn như vậy trong suốt 20 năm, cho tới khi 45 tuổi. Hỏi, sau 20 năm, bạn có bao nhiêu tiền? Đáp án sẽ được tính bằng việc tiết kiệm 1 triệu một tháng vào tài khoản. Sau 20 năm, bạn sẽ có 498.412.096 Việt Nam đồng, gồm 240 triệu tiền gốc và 258.412.096 tiền lãi. Với số tiền trên, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các kế hoạch lớn, góp tiền mua nhà, mua xe, khởi nghiệp. Dễ thấy, dù là số tiền nhỏ, nhưng thông qua việc tiết kiệm, bạn sẽ để dành được khoản tiền lớn trong tương lai.
và chìa khóa để thành công, đó là bắt đầu tiết kiệm sớm và tiết kiệm đều đặn. Sau khi bí quyết thành công phân tích bài toán gia đình trên, bạn đã thấy ấn tượng về sức mạnh của lãi suất kép và tiết kiệm. Tuy nhiên, chắc hẳn không ít bạn sẽ tự nhủ, năm tới tôi sẽ bắt đầu tiết kiệm. Vâng, sự trì hoãn, đó chính là một sai lầm nghiêm trọng trong việc tiết kiệm. Có thể bạn không biết, cái giá của việc trì hoãn không hề nhỏ. Thậm chí, dù chỉ một năm trì hoãn cũng tạo nên sự khác biệt. Cùng với bài toán trên, nếu bạn trì hoãn một năm, tổng số tiền nhận được sẽ chỉ còn là 455.043.395 Việt Nam đồng, giảm 9% so với giá trị ban đầu. Và nếu bạn trì hoãn tới 10 năm, số tiền mà bạn nhận về trong 10 năm tiết kiệm sẽ chỉ còn là 170.066.473 Việt Nam đồng, giảm tới 66% so với kịch bản ban đầu. Dù cho lãi suất thị trường hay lạm phát có thay đổi, ý nghĩa của bài toán trên vẫn giữ nguyên. Vì lãi suất ngân hàng sẽ điều chỉnh tăng khi lãi suất tăng và ngược lại. Bạn muốn món tiền nhàn rỗi của mình được sinh lời nhưng lại lo lắng rằng mình gặp phải bệnh tật hay rủi ro gì thì số tiền kia có đủ để trang trải hay không? Vậy đầu tư vào bảo hiểm chính là giải pháp trọn vẹn nhất cho câu hỏi này đấy. Với bảo hiểm, các bạn sẽ được bảo vệ bằng nhiều quyền lợi mà mỗi sản phẩm tương ứng đem lại. Số tiền bạn nộp phí định kỳ sẽ giống như một khoản tích lũy. Chúng sẽ phát huy tác dụng nếu bạn không may gặp rủi ro trong khi hợp đồng còn hiệu lực. Còn nếu trong suốt quá trình đó bạn không gặp rủi ro, thì số tiền đáo hạn cuối kỳ sẽ là số tiền vốn các bạn nộp vào bảo hiểm và thêm một phần lãi theo thỏa thuận hợp đồng đấy. Đến với kênh đầu tư thứ hai của người Việt Nam, đó là kênh bảo hiểm. Nếu người mua cho rằng bản thân mình không có bất cứ rủi ro nào, thì tỷ lệ lợi nhuận của bảo hiểm nhân thọ truyền thống sẽ thấp hơn tiền gửi ngân hàng. Tỷ lệ lợi nhuận của bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư sẽ thấp hơn việc đầu tư trực tiếp vào chứng chỉ quỹ đầu tư. Nhưng nếu rủi ro xảy ra, mà chắc chắn rủi ro sẽ xảy ra với một số người ngẫu nhiên nào đó, thì người mua hoặc gia đình của họ sẽ nhận được một khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với số tiền họ đã đóng vào. Sản phẩm tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ quỹ đầu tư hoàn toàn không có lợi ích này. Một điểm lợi nữa của bảo hiểm nhân thọ là sự đóng phí bắt buộc định kỳ, hàng tháng, hàng quý hay hàng năm. Đối với ngân hàng thì hàng năm khách hàng muốn gửi bao nhiêu thì gửi, muốn rút bao nhiêu thì rút. Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư cũng vậy, khách hàng muốn mua hay bán thoải mái. Việc này tạo ra sự tiện lợi cho khách, nhưng cũng là một trở ngại cho việc tạo ra một số tiền lớn trong tương lai. Với bảo hiểm nhân thọ, khách hàng phải đóng tiền vào đều đặn. Nếu ngừng đóng thì hợp đồng sẽ bị giảm mệnh giá hoặc cao hơn là bị mất hiệu lực. Nói cách khác, khách hàng bị buộc phải tiết kiệm, đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ một cách có kỷ luật. Có thể nói, bảo hiểm nhân thọ vận hành theo đúng nguyên tắc. Tiết kiệm đều đặn một số tiền hàng tháng, hàng năm và đầu tư số tiền này, bạn sẽ có cả gia tài. Các bạn có biết so với đầu năm, giá vàng hiện cao hơn tới gần 9 triệu đồng một lượng, tương đương tăng hơn 20% và gấp 3 lần so với gửi tiền ngân hàng không? Đến với kênh đầu tư tài chính cơ bản của người Việt, đó là vàng. Vàng là tài sản có giá trị, lượng cung hạn chế, lượng cầu luôn tăng, nên về cơ bản, giá vàng sẽ tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, nó lại không tăng đều như các nhà đầu tư mong muốn. Nhưng khi kinh tế thế giới biến động lớn hoặc suy thoái, giá vàng sẽ tăng rất cao và sau đó nó lại điều chỉnh giảm. Cơ bản, đồ thị giá vàng thể hiện xu hướng tăng, nhưng với hình zig zag. Đầu tư vào vàng có tỷ suất lợi nhuận khá tốt nếu bạn mua vàng tại vùng giá thấp và đầu tư dài hạn. Dù thế, kênh này cũng có một vài rủi ro, mất vốn, giảm vốn, thanh khoản là khá thấp. Ngoài ra, đầu tư vàng ngắn hạn, dùng đòn bẩy có khả năng thua cao. Cho nên các nhà đầu tư nghiệp dư chỉ nên đầu tư dài hạn, không nên sa đà vào mua mua bán bán. Mới đây, thì giá vàng trong nước ngày 21 tháng 7 ghi nhận mức cao kỷ lục mới tại 51,5 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân là do vàng thế giới tăng mạnh khi các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản an toàn trước lo ngại đồng USD liên tục mất giá và dịch bệnh COVID-19 ngày càng nghiêm trọng làm tăng mối lo kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái sâu và lâu hơn. Đáng chú ý, nếu như trước đây mỗi khi giá vàng tăng cao, các doanh nghiệp lại chủ động điều chỉnh rộng khoảng cách giữa mua và bán, có lúc chênh lệch giá mua và bán tới cả triệu đồng một lượng, thì lần này khoảng cách chênh lệch ấy lại được kéo hẹp một cách bất ngờ. Cụ thể như chiều hôm nay, có nơi chỉ niêm yết giá bán ra chênh so với giá mua vào có 150.000 đồng một lượng, nơi cao nhất là 450.000 đồng một lượng. Theo giới kinh doanh, việc niêm yết khoảng cách giá bán ra và mua vào hẹp cho thấy doanh nghiệp đang có nhu cầu gom vàng để phục vụ thị trường. Vấn đề người dân và nhà đầu tư khá quan tâm đó là với giá vàng tăng liên tục và lập kỷ lục hơn 51 triệu đồng một lượng, thì lúc này nên mua vào hay là bán ra? Theo ý kiến của một chuyên gia, giá vàng đang neo ở vùng cao
và chênh lệch giữa giá mua, bán rất hẹp. Nên nếu nhà đầu tư nào đã tích lũy được vàng ở vùng giá thấp từ trước thì có thể xem đây là cơ hội tốt để chốt lời. So với đầu năm, giá vàng hiện cao hơn 8,6 triệu đồng một lượng, tương đương tăng khoảng 20,1%, là tài sản sinh lời tốt nhất và cao hơn gấp 3 lần so với gửi ngân hàng. Còn việc mua vào, nhà đầu tư cần thận trọng hơn bởi vàng trong nước chịu tác động trực tiếp từ vàng thế giới, trong khi vàng thế giới khó đoán định bởi các yếu tố như diễn biến của đồng USD, tình hình dịch COVID-19, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, v.v. Nếu trong thời gian tới, vàng thế giới phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.829 USD thì có thể hướng đến mức cao nhất mọi thời đại là 1.900 USD. Khi ấy, vàng trong nước cũng sẽ tìm tới đỉnh cao mới. Nhưng ngược lại, giá vàng thế giới cũng có thể chịu sự điều chỉnh do giới đầu tư chốt lời bởi tài sản này đã tăng khá nhiều trong thời gian qua. Đồng thời thêm rằng, trong quá khứ nhiều nhà đầu tư đã phải ngậm trái đắng, tán ra bại sản khi cố chạy theo biến động của vàng. Bởi vậy, lời khuyên của tôi là các nhà đầu tư và người dân hết sức thận trọng. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 3 loại hình đầu tư chủ yếu của người dân Việt Nam, đó là gửi tiết kiệm, bảo hiểm và vàng. Tiếp theo thì chúng ta không thể không nhắc tới một loại hình đầu tư vô cùng phổ biến, đó chính là bất động sản các bạn ạ. Rất nhiều người đã sống tốt nhờ các khoản tiền kiếm được từ ngành này. Tuy nhiên, nếu các bạn chưa am hiểu hoặc nắm bắt xu hướng thị trường thì đừng nên vội vàng đầu tư nếu không muốn tiền mất tật mang. Bất động sản, kênh đầu tư tài chính cơ bản của người Việt Nam. Kênh đầu tư này chỉ dành cho những người có số vốn lớn và am hiểu sâu sắc về thị trường bất động sản. Về cơ bản, kênh đầu tư này tương đối giống kênh đầu tư vàng, với tỷ suất lợi nhuận khá tốt nếu đầu tư dài hạn, còn đầu tư ngắn hạn hay lướt sóng thì rủi ro khá cao. Thị trường bất động sản cũng biến động liên tục nhưng theo chu kỳ nhất định và dài hạn, chứ không khó lường như thị trường vàng. Trước khi quyết định mua bất động sản, điều quan trọng là người mua cần phải xác định và đánh giá được chính xác khả năng tài chính của mình. Bởi bất động sản là một tài sản có giá trị lớn, điều đó đồng nghĩa với việc cần một nguồn vốn lớn để đầu tư. Nếu không biết cân nhắc, người mua sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, mất khả năng chi trả vì số tiền vượt quá dự tính ban đầu. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết bạn phải có đủ tiền trước khi mua bất động sản. Chỉ cần bạn có một khoản tiền nhất định khoảng 60% đến 70% giá trị của bất động sản cần mua. Phần còn lại có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau như tiền nhàn rỗi từ gia đình, bạn bè, vay ngân hàng, v.v. Trong trường hợp phải đi vay ngân hàng thì bạn cần phải chú ý đến khoản lãi vay, thời hạn vay và khả năng chi trả. Những khoản vay hợp lý chính là đòn bẩy giúp bạn thành công trong đầu tư bất động sản. Thêm nữa là nhiều người mới lần đầu mua bất động sản để đầu tư hoặc thậm chí vài nhà đầu tư chuyên nghiệp lâu năm cũng vẫn mắc phải sai lầm về việc đánh giá sai tiềm năng lợi nhuận của dự án bất động sản. Có những ảo tưởng về lợi nhuận sẽ đạt được, đặc biệt là trong ngắn hạn. Đầu tư bất động sản tuy có thể giúp bạn thu về mức lợi nhuận lớn, nhưng đó là với điều kiện thành công. Thực tế, nếu bạn quá ảo tưởng và đặt mục tiêu quá cao rằng sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ mà không loại trừ những rủi ro, thì sẽ làm bạn thiếu tỉnh táo và đưa ra quyết định không chính xác. Hãy nhớ là đầu tư có lợi nhuận không phải do may mắn mà phải có cơ sở và tự tin vào kiến thức bản thân. Điểm mấu chốt của kinh doanh bất động sản là dự đoán và ước tính chính xác độ rủi ro và số lợi nhuận tiềm năng. Nếu có khả năng làm được điều này, bạn sẽ tính toán được thời điểm mua, bán bất động sản và sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng bạn phải trả. Cuối cùng là kênh đầu tư tài chính cơ bản thứ 5 của người Việt Nam, cổ phiếu. Cổ phiếu là loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Đây là kênh đầu tư dài hạn có tỷ suất lợi nhuận tốt nhất trong tất cả và cũng được anh Lâm Minh Chánh khuyến khích tất cả mọi người nên tham gia. Doanh nghiệp là bộ phận cấu thành chính yếu của nền kinh tế. Về mặt lý thuyết, giá trị tăng trưởng của tất cả các doanh nghiệp sẽ rất gần với sự tăng trưởng GDP. Và vì những doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là những doanh nghiệp đã được sàng lọc, có hiệu quả kinh doanh tốt nên mức tăng trưởng của chúng sẽ cao hơn sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Điều này đã được chứng minh qua hàng thập kỷ nay tại các nước đang phát triển và được chứng minh tại Việt Nam hơn 20 năm qua. Ví dụ, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song Việt Nam Index vẫn tăng trưởng 11%. Trên thị trường, vẫn có hơn 50 cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận trung bình 15% mỗi năm. Anh Lâm Minh Chánh chứng minh, tuy nhiên, cũng như kênh đầu tư vàng hay bất động sản, tác giả này cũng khuyên những nhà đầu tư nghiệp dư nên đầu tư dài hạn thay vì ngắn hạn.
Trong cuốn sách Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam, anh Lâm Minh Chánh cũng đề nghị 4 bước nhằm lựa chọn cổ phiếu đầu tư dài hạn cho các bạn trẻ. Bước 1. Dùng giá đóng cửa điều chỉnh để lựa chọn cổ phiếu dài hạn. Bước 2. Loại bớt một số cổ phiếu theo tiêu chí của nhà đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ lọc bớt các cổ phiếu dựa vào các tiêu chí sau: tiềm năng tương lai của ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, sự thay đổi về cổ đông, ban điều hành. Bước 3. Loại những cổ phiếu có độ rủi ro cao. Bước 4. Chọn danh mục đầu tư từ những cổ phiếu còn sót lại sau bước 3. Các chuyên gia sẽ dạy công thức trên phần mềm để tạo ra danh mục cổ phiếu tối ưu, đạt tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng với độ rủi ro thấp nhất có thể. Trên đây chính là 5 kênh đầu tư tài chính cơ bản của người Việt Nam chúng ta, là gửi tiết kiệm, là bảo hiểm, là vàng, là bất động sản, là cổ phiếu. Các bạn đang đầu tư vào những kênh nào trong 5 kênh này? Bí quyết thành công nhận thấy rằng ngân hàng và bảo hiểm hết sức an toàn nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp. 3 kênh còn lại tỷ suất lợi nhuận cao khi đầu tư dài hạn, nhưng bạn buộc phải có kiến thức nhất định. Chúc các bạn sẽ thành công với lựa chọn của mình. Giờ thì bí quyết thành công phải nói lời tạm biệt các bạn ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.